trong vấn đề đầu tư trên thị trường chứng khoán hay là thị trường bất động sản á, anh nhận thấy là cái nhu cầu đầu tư mọi người đều có. Ngày xưa thì còn lo cơm áo gạo tiền, nhưng mà bây giờ nền kinh tế tốt hơn, thu nhập cao hơn và dư dả hơn, thì nhu cầu đầu tư nó sẽ đến với mỗi người. Và em chắc chắn luôn là trong những cái điều kiện tiếp theo của nền kinh tế Việt Nam thì cái nhu cầu đầu tư trên các kênh đầu tư nó sẽ càng ngày càng nhiều. Và chào mừng tất cả chị đã đến với Đầu Tư Chứng Khoán cùng Quang Dũng, nơi những chia sẻ mỗi tối của em. Kiến thức có, trải nghiệm có, cũng như là những cái chia sẻ có. Hy vọng là sẽ giúp cho cả em và các anh chị sẽ càng ngày càng tốt hơn trong đầu tư nền kinh tế tư nhân, đầu tư nền kinh tế thị trường cũng như là các doanh nghiệp tư nhân trên sàn chứng khoán. Và hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị với một cái góc nhìn nó thân thiện hơn. Nó không có những cái gì nó quá cao siêu về một cái thị trường nào đó mình không hiểu. Và hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về đầu tư chứng khoán và đầu tư bất động sản, ba khác biệt lớn nhất trong vấn đề đầu tư giữa hai kênh đầu tư này. Phải khẳng định luôn đó là những cái sự tích lũy tài sản của anh chị nó rất là phụ thuộc vào năng lực của mình, nó phụ thuộc vào trình độ của mình, và đặc biệt là nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cống hiến và nỗ lực của mình để tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, và xã hội trả lại cho anh chị một mức tương ứng thôi. Thì những cái như vậy thì làm cho tài sản của anh chị gia tăng. Khi tài sản anh chị gia tăng á, cái nhu cầu đầu tư của anh chị sẽ gia tăng và anh chị sẽ có nhu cầu để mình đầu tư. Vậy thì bây giờ mình sẽ đầu tư cái gì? Mình có thể có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau, đầu tư vào kinh doanh, đầu tư vào rất là nhiều thứ, nhưng em tạm coi đây là 4 cái kênh đầu tư chính ở thị trường thế giới cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Đã nói đầu tiên á, phải chắc chắn là bất động sản. Mặc dù em là người làm về ngành chứng khoán, nhưng em phải khẳng định luôn cái nhu cầu đầu tư bất động sản hoặc là sở hữu bất động sản là cái nhu cầu đầu tiên. Văn hóa Á Đông và văn hóa Việt Nam luôn luôn đề cao những cái tài sản, và bất động sản nó là một kênh vừa là giữ tài sản mà vừa là đầu tư, và cũng là vừa là nhu cầu để ở. Cho nên rằng là đối với kênh đầu tư nào là hấp dẫn nhất thì phải chắc chắn luôn đó là bất động sản. Cái kênh thứ hai á, khi mà mọi người có quá nhiều bất động sản hoặc là cái bất động sản đó nó chưa được như tầm với của mình, chưa tới tầm với của mình, thì mình có nhu cầu đầu tư một cái kênh đầu tư nó nhẹ vốn hơn. Thì cái yếu tố thứ hai đó là chứng khoán. Và em phải khẳng định luôn chứng khoán là kênh đầu tư thứ hai, nó cũng có rất nhiều ưu điểm. Sau đó là ngoại tệ, USD, euro, nhân dân tệ, đồng yên, vân vân. Nhưng mà ngoại tệ thì 10 năm trở lại đây thì cái việc đầu tư vào ngoại tệ dường như không hiệu quả. Anh chị nắm giữ đồng đô, anh chị cũng sẽ không có lãi, tức là mình sẽ gửi tiết kiệm nhưng mà không có lãi, ngược lại còn phải trả cho họ một khoản chi phí để mình bảo quản cái đồng euro USD đó. Kênh đầu tư thứ tư đó là vàng. Thì 10 năm trở lại đây chủ trương chính phủ đó là hạn chế các kênh đầu tư vào vàng, tại vì vàng nó không tạo ra giá trị gia tăng. Bất động sản thì tạo ra giá trị gia tăng, tạo ra chỗ ở, tạo ra sự phát triển của hạ tầng, tạo ra sự thay đổi đổi mới của đất nước. Chứng khoán thì nó là một cái dòng vốn gián tiếp để đầu tư vào nền kinh tế tư nhân, nền kinh tế thị trường. Còn như vàng thì không tạo ra nhiều giá trị gia tăng. Do đó rằng là chủ trương của chính phủ đó là hạn chế đầu cơ vàng. Và đó là lý do tại sao mà anh chị những năm trở lại đây anh chị chỉ có thể nắm giữ vàng dưới là vàng trang sức thôi, chứ là vàng thành phẩm. Chứ mình không thể nào mình mua được vàng cây, vàng miếng nữa. Nên là đầu tư vàng và đầu tư ngoại hối dường như trong 10 năm trở lại đây thì không có đất dụng võ. Và rồi, chúng ta có hai kênh đầu tư chính, bất động sản và chứng khoán. Vậy chúng ta đầu tư vào kênh đầu tư nào? Câu trả lời của em là sẽ đầu tư vào cả hai. Nếu để nói bất động sản là một kênh không hấp dẫn, không đúng, nó quá hấp dẫn. Nhiều chuyên viên chứng khoán trao đổi rằng là bất động sản nó đang bị thổi quá nhiều. Tại vì sao nó bị thổi quá nhiều? Vì sức hấp dẫn của bất động sản nó quá lớn, nhu cầu sở hữu bất động sản nó quá lớn, và tính an toàn của bất động sản nó cao hơn chứng khoán. Để mà nói rằng là các chuyên viên bất động sản nói rằng là đầu tư chứng khoán không nên đầu tư, nó không phải. Khi anh chị là người kinh doanh, dòng tiền của anh chị thu được là từ sự phát triển của nền kinh tế, ngành nghề tốt cho nên là doanh nghiệp của anh chị phát triển, thì chắc chắn anh chị sẽ có một cái tầm nhìn về nền kinh tế vĩ mô. Và khi anh chị cảm nhận thấy rằng là cái ngành nghề của mình nó đang tăng trưởng, đang phát triển, thì các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán nó cũng sẽ như thế. Và đó là lý do để giá trị gia tăng, tài sản từ chứng khoán của anh chị gia tăng. Anh chị đang ở trong một đất nước tăng trưởng thì nền kinh tế tư nhân và nền kinh tế thị trường nó cũng có rất nhiều cơ hội để anh chị đầu tư. Do đó bất động sản và chứng khoán nó là hai kênh song song, mình phải khẳng định như thế. Mỗi kênh thì có một cái ưu điểm khác nhau, mỗi kênh thì có những nhược điểm khác nhau. Mình không nói rằng là sẽ không đầu tư bất động sản hoặc là không đầu tư chứng khoán. Chúng ta cởi mở với cả hai kênh đầu tư. Nhưng mà trong đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán nó đều có nguyên lý lõi, tức là nguyên lý cốt lõi nào đó để mà giúp cho cái tài sản của mình gia tăng, và mình sẽ sử dụng cái nguyên lý đó như là kim chỉ nam cho mình để mình đi suốt trên con đường đầu tư đó. Nguyên lý cốt lõi của bất động sản tức là bất động sản muốn gia tăng á, hạ tầng phải gia tăng. Hạ tầng gia tăng á thì người dân về ở mới nhiều. Khi người dân về ở mới nhiều á, các dịch vụ phát sinh trong đó nó sẽ cao. bệnh viện, trường học, y tá, trạm xá, các trường tiểu học, trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường đại học, vân vân vân. Các dịch vụ về quán xá, dịch vụ ăn uống, dịch vụ sử dụng các dịch vụ công cộng, vân vân. Thì khi mà cái nền tảng của hạ tầng và cái dịch vụ đó nó phát triển á, thì bất động sản nó mới tăng giá. Và nguyên lý cốt lõi luôn á, anh chị đầu tư vào trung tâm thì không nói rồi, trung tâm là cái vùng lõi rồi thì nhiều tiền quá. Nếu mà mình có tiền thì mình đầu tư vào trung tâm, còn nếu mà không có tiền mình đầu tư vào vùng ven á. Nguyên lý cốt lõi nhất đó là cái hạ tầng nó phải liên kết với lại vùng lõi, tức là liên kết với lại vùng trung tâm. Như vậy thì cái hạ tầng nó phát triển thì cái dịch vụ và cái người dân họ mới về ở mới đông. Thì khi mà họ về đông thì cơ sở hạ tầng nó phát triển á, thì cái giá bất động sản nó sẽ tăng. Còn trong đầu tư chứng khoán, nguyên lý lõi của nó tức là anh chị muốn gia tăng tài sản, phụ thuộc rất là nhiều vào cái ngành nghề và cái doanh nghiệp đó nó đã đang bước vào giai đoạn tăng trưởng. Tức là mình mua vì sự kỳ vọng trong tương lai, thì mình mua vì cái doanh nghiệp đó nó sẽ lớn dần trong tương lai. Nó phụ thuộc rất là nhiều vào sự tăng trưởng về hoạt động kinh doanh, sự tăng trưởng về tài sản. Tài sản nó là một cái sự tăng trưởng và nó sẽ báo hiệu cho nhà đầu tư biết được rằng là doanh nghiệp này trong tương lai nó sẽ gia tăng cả về tài sản và cả về doanh thu và lợi nhuận. Do đó nguyên lý lõi trong đầu tư chứng khoán đó là sự gia tăng về thị phần, sự gia tăng về hoạt động kinh doanh, sự gia tăng về quy mô cũng như sự gia tăng về dòng tiền của cái doanh nghiệp đó mình đang đầu tư. Vậy thì ba cái đặc điểm lớn nhất, khác biệt lớn nhất ở đây là gì? Không có rất nhiều anh chị tham gia bất động sản, và khi bất động sản nó đang có những cái dấu hiệu chững lại, anh chị tham gia vào chứng khoán. Em gặp rất là nhiều anh chị như vậy. Thì anh chị đem những cái tư duy của bất động sản vào thì nó sẽ có những cái điểm nó bị xung đột, và tạm thời chúng ta sẽ đầu tư chưa hiệu quả, thậm chí là chúng ta sẽ bị thua lỗ nếu như chúng ta cứ tư duy như là bất động sản và chứng khoán. Cái yếu tố đầu tiên đó là chỉ số về niềm tin. Bất động sản nó là cái hữu hình, còn chứng khoán nó là cái vô hình. Hữu hình tức là anh chị có thể sờ thấy được, anh chị sở hữu được, anh chị cảm nhận được, anh chị ở trong đó và anh chị có thể cho thuê. Tức là nó là của anh chị và anh chị cảm nhận thấy rất an toàn, rất yên tâm khi anh chị sở hữu một cái bất động sản hữu hình. Còn chứng khoán nó chỉ là một cái thứ vô hình, nó chỉ là một cái tờ giấy. Nếu anh chị đi đại hội cổ đông á, anh chị nắm 5.000 cổ phiếu, họ sẽ phát cho anh chị một tờ giấy 5.000 cổ phiếu. Anh chị cầm 10.000 cổ phiếu, họ sẽ phát cho anh chị một tờ giấy 10.000 cổ phiếu, đó là quyền biểu quyết. Tức là mình là một thành phần trong cái doanh nghiệp đó. Nhưng mà những cái thứ anh chị cảm nhận thấy nó chỉ là một cái quyền biểu quyết thôi, chứ nó không có nhiều cái cảm nhận của anh chị trong vấn đề mà đầu tư chứng khoán. Do đó giả sử anh chị mua cái bất động sản nó 2 tỷ nhưng nhà hàng xóm bán 1,9 tỷ. Về nguyên tắc so sánh giá thì rõ ràng là mình đang bị lỗ mất 100 triệu. Nhưng mà anh chị sẽ không bán vì chỉ số niềm tin của bất động sản nó quá lớn. Anh chị có thể cho thuê để 1-2 năm. Khi nào có người trả cao hơn cái mức giá anh chị bỏ ra thì anh chị mới suy nghĩ vấn đề bán. Tức là chỉ số niềm tin của bất động sản nó quá lớn. Còn đối với bất chứng khoán, anh chị vào sao anh chị cảm thấy đau đầu quá. Nhiều chuyên gia nói rằng là hãy học cách lỗ 7%. Khi nào mà lỗ 7% là hãy cắt lỗ. Rồi hãy học cách lỗ trước khi học chốt lời. Tại sao mà lại nhiều thứ nó rất là đau đầu như thế? Tại sao mà mình vào một kênh đầu tư mà cứ phải cắt lỗ trước rồi mới nghĩ đến cái chuyện chốt lời? Tại sao không nghĩ đến chuyện chốt lời trước mà lại nghĩ đến chuyện cắt lỗ? Tại vì rằng là cái chỉ số niềm tin của cái giấy tờ đó, cái tờ giấy chứng nhận là anh chị sở hữu 5.000, 10.000 cổ phiếu đó, nó là một cái thứ vô hình và chỉ số niềm tin của nó không lớn. Khi mà chỉ số niềm tin không lớn thì chưa có những dấu hiệu sụt giảm, dòng tiền rút, tức là dòng tiền đầu tư rút á, vì một vài lý do nào đó, do giá tăng cao hoặc là do thị trường bất ổn vân vân, thì chỉ số niềm tin này nó không được những người nắm giữ cổ phiếu có quá nhiều niềm tin, do đó họ bán ra, làm cho giá cổ phiếu giảm, làm cho tài sản của anh chị giảm, và lúc đó cái chỉ số niềm tin này nó không lớn cho nên anh chị rất là lo âu, sợ hãi và anh chị bán ra, anh chị cắt lỗ. Cái quan trọng của trong chứng khoán đó là chỉ số niềm tin. Và nếu anh chị muốn có một cái chỉ số niềm tin cao á, anh chị phải là người hiểu rất rõ doanh nghiệp đó. Một là anh chị là người nội bộ của doanh nghiệp đó, hai anh chị là người thành viên sáng lập của cái doanh nghiệp đó. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Ba, anh chị phải là người phân tích cực kỳ giỏi về những cái doanh nghiệp đó. Bốn là anh chị có một người quản lý tài sản cực kỳ giỏi để hiểu được doanh nghiệp đó và phân tích cho anh chị để anh chị hiểu được những doanh nghiệp đó. Hai á, đặc tính tăng giá. Nếu mà để nói bất động sản, đặc tính tăng giá của nó như em nói, tất cả mọi thứ nó liên quan đến vùng lõi. Tức là anh chị đầu tư vào bất động sản nào đó thì thường thường là mình sẽ đầu tư vào một vùng ven hoặc là vùng trung tâm của một thành phố. Và thành phố đó là thành phố mà có sự gia tăng về mật độ dân số, tức là dân ở nó càng ngày càng nhiều, người dân vào càng ngày càng nhiều. 5 năm trước là 100.000 dân, 5 năm sau là 1 triệu dân. Tức là cái mật độ dân số nó càng ngày càng lớn thì làm cho cái bất động sản tăng. Thì tăng ở đâu? Tăng sẽ tăng từ vùng lõi trước, tức là khu trung tâm. Khu trung tâm của cái thành phố đó tăng. Khi mà hạ tầng của khu trung tâm nó không gia tăng thêm, người dân ở khu trung tâm nó ổn định, cơ sở hạ tầng của khu trung tâm nó ổn định, dịch vụ này nó ổn định, thì giá của bất động sản ở trong khu trung tâm nó sẽ đi ngang. Thế thì khi đó cái dòng tiền nó sẽ dịch chuyển sang vùng ven. Cái vùng ven tức là cái vùng mà có hạ tầng kết nối với khu trung tâm. Và ở đó thì người dân chấp nhận đi xa hơn một chút xíu để mà có thể có nhu cầu ở với một cái mức giá hợp lý hơn và rẻ hơn, do khu trung tâm giá đó quá mắc. Thì khi mà có hạ tầng và kết nối với vùng lõi, tức là vùng trung tâm á, thì dân số thể tới, dân số tới thì dịch vụ tới, dịch vụ tới thì hạ tầng tới. Khi mà những cái dịch vụ hạ tầng đó có thì bất động sản nó sẽ gia tăng dựa vào sự gia tăng của dân số và hạ tầng cũng như là dịch vụ trong đó. Thì tức là đặc tính tăng giá của bất động sản nó sẽ tăng từ vùng trung tâm và tăng ra. Do là đất thì không thể sinh thêm được, nhưng mà người dân thì luôn luôn lớn lên, nhiều lên. Việt Nam thì bây giờ cũng gần 100 triệu dân rồi, 10 năm nữa có thể là 120 triệu dân vân vân. Như vậy thì bất động sản nó sẽ có những xu hướng là càng ngày càng gia tăng, quan trọng là từng thời điểm thôi. Còn nguyên lý gia tăng của chứng khoán tức là anh chị phải chọn doanh nghiệp, ngành nghề đó là ngành nghề mà nhu cầu xã hội đó đang rất lớn, và doanh nghiệp đó là doanh nghiệp lớn đầu ngành chiếm lĩnh cái thị phần. Thì khi đó họ là những doanh nghiệp họ gọi là họ hoàn thiện cái chuỗi giá trị cung ứng của họ, tức là một doanh nghiệp cung ứng một sản phẩm cho xã hội và xã hội công nhận cái sản phẩm đó và sử dụng cái sản phẩm đó thường xuyên, tức là cái sản phẩm đó là một sản phẩm tốt và giúp ích cho xã hội cũng như con người trong xã hội, thì là xã hội sẽ trả lại cho doanh nghiệp bằng một cái mức lợi nhuận tương ứng. Thì khi mà doanh nghiệp nó hoàn thiện cái chuỗi giá trị á, thì doanh thu của doanh nghiệp nó sẽ tăng, biên lợi nhuận doanh nghiệp nó sẽ tăng, và như vậy thì cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó sẽ trơn tru và nó sẽ tăng trưởng. Thì khi mà doanh nghiệp tăng trưởng về cả về doanh thu cả về lợi nhuận, từ doanh thu và lợi nhuận như năm trước sẽ tăng trưởng về tài sản, quy mô, về vốn, và nhờ những sự tăng trưởng về tài sản và quy mô vốn đó, cái mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó sẽ càng ngày càng lớn hơn. Mô hình càng ngày càng lớn hơn thì doanh thu lợi nhuận sau này nó sẽ lớn hơn. Đó chính là cái nguyên tắc lõi của đầu tư chứng khoán. Và đó là lý do tại sao anh chị lời thì lời rất nhiều vào những doanh nghiệp tăng trưởng, mà lỗ thì lỗ rất nhiều vào những doanh nghiệp giảm tăng trưởng. Trong đầu tư về bất động sản, mọi thứ nó liên quan đến hạ tầng, nó liên quan đến nhu cầu. Còn trong đầu tư vào nền kinh tế thị trường, mọi thứ nó không có phải là đơn giản như thế. Nguyên tắc của một cái doanh nghiệp mà có thể chiếm lên thị trường á, thì họ sẽ ăn cái thị phần của những doanh nghiệp nhỏ. Tức là họ là những cái doanh nghiệp mà hoàn thiện chuỗi giá trị, cung ứng những cái sản phẩm chất lượng hơn những doanh nghiệp nhỏ, mang lại nhiều giá trị hơn so với những doanh nghiệp nhỏ. Thì nguyên tắc này nó là cá lớn nuốt cá bé. Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế mà anh nào tạo ra nhiều giá trị cho xã hội thì anh đó sẽ giành được sự ưu ái của xã hội. Và như vậy thì cái thị phần của doanh nghiệp nó sẽ càng ngày càng lớn. Và cái doanh nghiệp đó thị phần lớn lên dựa vào đâu? Dựa vào cái sự sụt giảm của những doanh nghiệp nhỏ, do những doanh nghiệp lớn họ lấy thị phần. Cái đó gọi là cá lớn nuốt cá bé. Cái yếu tố thứ hai đó là nền kinh tế thị trường. Nếu mà một cái doanh nghiệp nào đó mà ngành nghề nó phát triển thì doanh nghiệp đó nó sẽ phát triển, doanh nghiệp đầu ngành hoàn thiện chuỗi giá trị sẽ phát triển. Song song đó thì những doanh nghiệp nhỏ hơn cũng sẽ phát triển theo. Thế thì có hai yếu tố để mà một cái doanh nghiệp nó sẽ phát triển, đó là họ sẽ lấy thị phần ở những doanh nghiệp nhỏ, họ hoàn thiện chuỗi giá trị, hoặc là cái ngành nghề đó nó đang tăng trưởng. Và một cái ngành nghề nó đang tăng trưởng cộng với lại cái doanh nghiệp đó đang lấy thị phần từ những doanh nghiệp nhỏ thì đó lại là cơ hội đầu tư quá tuyệt vời. Giống như em nói là nguyên tắc 70-30, 70% là hấp dẫn và 30% là tốt. Thì một cái doanh nghiệp mà lấy thị phần của những doanh nghiệp nhỏ và cái ngành nghề nó tăng trưởng cũng chẳng khác nào đó là một doanh nghiệp tốt và hấp dẫn. Yếu tố thứ ba đó là tính linh hoạt. Cái tính linh hoạt đó là mình xét về thị trường chứng khoán ha, nó đa dạng, 1.500 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, tức là anh chị có 1.500 cái lựa chọn, anh chị có rất là đa dạng trong vấn đề lựa chọn. Cái thứ hai là không bị gò bó về dòng vốn. Như em trao đổi là cái nhu cầu đầu tư bất động sản rất là lớn, nó sẽ xếp đầu tiên, nhưng không phải ai cũng có dòng vốn đủ để mà sở hữu một bất động sản. Do đó rằng là cái nhu cầu về bất động sản là lớn nhưng mà chưa chắc là đã đáp ứng được. Do đó họ sẽ lựa chọn kênh đầu tư chứng khoán. Tại vì kênh đầu tư chứng khoán sẽ không gò bó về dòng vốn. Anh chị có 1 triệu anh chị đầu tư được, 100 triệu đầu tư được, 500 triệu đầu tư cũng được, 1 tỷ cũng được, 5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ cũng được. Đầu tư nó rất là đa dạng và nó cũng rất là linh hoạt trong đầu tư. Tức là thủ tục pháp lý thì nó đầy đủ, nó không có nhiều khê rồi phiền nhiễu. Rồi tất cả mọi thứ thì đều được Ủy ban chứng khoán rồi nhà nước công nhận và bảo vệ những cái tài sản của nhà đầu tư. Do đó thì cũng rất là linh hoạt trong vấn đề về đầu tư. Còn với bất động sản, phải khẳng định luôn cái nhu cầu sở hữu bất động sản là rất lớn đối với người dân, đặc biệt là văn hóa Á Đông cũng như văn hóa Việt Nam. Nhưng sự thật thì bất động sản vốn rất là lớn, thủ tục giấy tờ thì nó hơi phức tạp. Có những nơi thì không có giấy tờ, có những nơi thì vi bằng, có những nơi thì sổ chung, có những nơi thì chưa có giấy tờ nhưng mà chủ đầu tư đã cầm đèn chạy trước ô tô, tức là đã phân lô bán nền hết, trong khi rằng là cái thủ tục chuyển đổi từ nông nghiệp sang dân cư, khu dân cư á thì chưa có, nhưng mà đã rao với lại khách hàng rằng là đầy đủ hết rồi. Thì khi mà khách hàng họ đóng hết tiến độ, họ không ra được giấy tờ thì mới lẽ ra rằng là Ủy ban nhân dân quận hoặc là phường hoặc là huyện thì là chưa có cái công nhận. Thì cuối cùng rằng là liên quan đến vấn đề về rủi ro về pháp lý, rủi ro về thủ tục. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái nguồn lực tài chính. Để mà sở hữu bất động sản thì cần nguồn lực tài chính mạnh. Nếu như nguồn lực tài chính không mạnh thì phải đi vay nợ. Mà vay nợ nhiều thì trả lại nhiều. Do đó rằng là cũng rất là nhiều người mong muốn sở hữu nhưng mà cũng rất cân nhắc trong vấn đề về nguồn lực tài chính. Do đó thì nó cũng sẽ làm cho cái kênh đầu tư bất động sản nó bị tắc nghẽn ở một phần. Do rằng là cái sự gia tăng về thu nhập nó không gia tăng nhiều, mà sự gia tăng về bất động sản nó gia tăng hơn rất là nhiều so với thu nhập. Dẫn đến là một bộ phận rất lớn người dân họ sẽ không tiếp cận được với lại cái sản phẩm bất động sản. Tất nhiên khi mà so sánh như vậy thì còn rất là nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà để mọi người có thể có một cái nhìn nó đơn giản, nó trực quan và nó trực diện, để mọi người có thể đơn giản cái vấn đề rằng là đầu tư cái nào. Bất động sản chắc chắn là luôn luôn có nhu cầu. Chứng khoán thì mình là người làm kinh doanh, mình là người kinh tế, mình hiểu về nền kinh tế thị trường thì đó là cơ hội rất là tốt để mình đầu tư vào nền kinh tế. Song song đó thì đầu tư vào chứng khoán nó có những yếu tố nó khác so với đầu tư bất động sản. Thì hy vọng qua những cái video ngắn như này có thể giúp cho anh chị có một cái nhìn nó rõ ràng hơn về việc anh chị đầu tư bất động sản và dùng cái dòng tiền bất động sản đó dịch chuyển để đầu tư chứng khoán thì nó sẽ rất là khác nhau. Anh chị không thể nào tư duy rằng là trung tâm tăng thì vùng ven tăng, mà cổ phiếu đầu ngành tăng thì cổ phiếu cấp dưới tăng. Nguyên tắc trên nền kinh tế thị trường cá lớn nuốt cá bé. Cho nên rằng là doanh nghiệp lớn nó tốt thì nó vẫn sẽ tốt, còn doanh nghiệp xấu thì nó vẫn sẽ xấu thôi. Do đó thì anh chị cũng hết sức lưu ý trong vấn đề mà tư duy trong vấn đề đầu tư chứng khoán. Quan trọng nhất là tư duy, chứ còn để chọn doanh nghiệp trên sàn chứng khoán không khó, quan trọng là tư duy của mình để mình đầu tư cho nó phù hợp. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi em đang làm việc với phí giao dịch 0.15%, em tin đây là mức phí hấp dẫn nhất trong 10 công ty chứng khoán hàng đầu. Chính Dũng sẽ là người trực tiếp hỗ trợ anh chị thiết kế một danh mục, cũng như rằng là hỗ trợ anh chị trong quá trình mà sử dụng dịch vụ tại chứng khoán FPT. Bản thân nền kinh tế thị trường cũng như là thị trường chứng khoán nó cũng đã hơn 15 năm phát triển, và em nghĩ rằng là cái quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất đó là nội lực của mỗi nhà đầu tư. Và muốn hoàn thiện nội lực chúng ta phải tham gia những cái khóa học đào tạo nhiều, chúng ta phải tích lũy tri thức và kiến thức rất là nhiều. Để mà tham gia khóa học đào tạo của em tại Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng online, khóa học này thì sẽ kéo dài 3 buổi và cuối cùng sẽ cho ra anh chị một cái danh mục đầu tư 2019, 2020, 2021. Khi nào anh chị còn đầu tư thì em sẽ còn hỗ trợ bằng một cái phương pháp đơn giản, trực diện, dễ hiểu, và nó sẽ xuất phát từ nội lực của anh chị để sau này anh chị có thể tự nhận diện ra được những doanh nghiệp tương tự như thế trong những năm tiếp theo. Nếu anh chị đầu tư chưa hiệu quả, nếu anh chị không có quá nhiều thời gian, anh chị có thể sử dụng cái sản phẩm quản lý tài sản đầu tư của em. Em sẽ là người trực tiếp hỗ trợ thiết kế cũng như rằng là đưa ra những cái phương án đầu tư cho nó vừa an toàn vừa hấp dẫn, để danh mục của mình nó an toàn trong vấn đề về bảo vệ tài sản cũng như có sự gia tăng một cách ổn định cho cái dòng vốn của mình. Mọi chi tiết liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Em xin hết.